Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 phía mặt đường Nguyễn Khắc Cần, sau đó lan nhanh vào các căn hộ bên trong và cháy lan ra khu vực mặt đường số 11 Hai Bà Trưng. Khu vực xảy ra cháy bao gồm nhiều nhà dân, đồng thời dùng làm trung tâm buôn bán đồ điện tử có một mặt tiếp giáp với phố Hai Bà Trưng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động gần 10 xe chữa cháy, xe chỉ huy cứu nạn đến tham gia chữa cháy. Đến 2 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa thiêu rụi 6 căn hộ và phá hủy toàn bộ tầng tung phía trên và tầng 2 của khu nhà. Hệ thống cửa sắt của nhiều hộ bị nhiệt độ cao làm hư hỏng nghiêm trọng. Hiện tại, toàn bộ hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.